Em như buồn nha lần. Bắt nghẹn hả? Đúng rồi. Làm như buồn nha lần. Ông có chuối buồn hả? Ăn nho thôi bị mắc nghẹn. Ừ, ôi 200 tươi nha. Hai mày có tứ phu thê nè. Ôi mô ạc bà nội ơi. Tươi quá à. Đẹp ha, cái màu da như màu áo. Ê, phải đàng hoàng nè, chưa nha. Ê, mặt xài che khuyết điểm gì hay quá. Cam thường. Cam thường. Ôi. Mũi ho gán gặn ha. Gặn vô chân lồi đồn nha. Nè. Vợ học Hàn Quốc nè, tiếng Đài chứ bị đi Hàn Quốc. Học tiếng Hàn chứ bị đi Hàn Quốc. Chồng tập chimber. Tổng chồng. Tổng chồng tập chimber được đi thi chim vô địch quốc gia. Ủa hai chồng phối hợp là ý lắm nha. Ôi. Đó vợ xăm môi chứ mình đi Hàn Quốc. Đi xuất khẩu lao động. Ủa bán dưỡng mì rồi ha. Nha bán mồi thử nghiệm hết luôn. Mặt đẹp quá nè, tươi lên. Đúng rồi đó má ơi.